là một nhà sáng tạo video trên mạng xã hội có hai cách để chúng ta tăng thu nhập của mình cách thứ nhất là tối ưu quá trình sản xuất để làm ra nhiều video hơn với tốc độ cao hơn tuy nhiên hãy cẩn thận với cách thứ nhất nhiều khi chiến lược này thay vì tăng doanh thu lại sinh ra tác dụng ngược nếu không biết cách tổ chức công việc khéo léo bạn có thể bị quá tải và trong nhiều trường hợp là kiệt sức khiến cả dây chuyền sản xuất bị đình trệ ngừng hoạt động hoàn toàn có một cách thứ hai đơn giản và hiệu quả hơn nhiều là khai thác trên nhiều nền tảng khác nhau hay còn gọi là content repurposing tương tự như ngoài đời thực khi đã sản xuất ra được một sản phẩm hàng hóa bạn tìm đến một nhà phân phối chuyên nghiệp như siêu thị Ốp Opmart để gửi bán khi mô hình kinh doanh đã đi vào ổn định tất nhiên bạn sẽ không ngồi yên một chỗ mà tìm thêm những siêu thị khác như AEON, Bixi để ký gửi hàng hóa của mình video cũng không khác gì một sản phẩm hàng hóa ở ngoài đời thực. Cùng một clip sau khi đã khai thác trên một nền tảng, chúng ta hoàn toàn có quyền tìm kiếm cơ hội để đăng tải và khai thác trên các nền tảng khác. Một ví dụ điển hình của việc khai thác đa nền tảng là trong 3 năm vừa qua mình đã hỗ trợ rất nhiều creator sử dụng chính video YouTube để kiếm tiền trên nền tảng Facebook. Trong hầu hết các trường hợp, doanh thu từ Facebook thậm chí vượt trội so với doanh thu từ nền tảng gốc là YouTube. Trên cộng đồng nhà sáng tạo Viet Creators, thời gian vừa qua xuất hiện một số thông tin về một platform video mới tinh ra đời là CanChing World. CanChing được thành lập bởi James Q, một cựu nhân viên của Apple ông đã chứng kiến sự đàn áp và độc quyền thông tin tới mức cực đoan của nhà cầm quyền trong thời thành niên khi sinh ra và lớn lên ở trung quốc sau này khi đã vượt biên sang định cư ở canada james lại chứng kiến một thái cực hoàn toàn khác là những vấn đề nhạy cảm gai góc phát sinh từ tự do ngôn luận thái quá của phương tây Đứng giữa hai thái cực đó, James sáng lập ra chinh với mong muốn xây dựng một nền tảng video vừa đảm bảo cổ vũ nhiệt thành cho tự do ngôn luận, nhưng đồng thời vẫn định hướng theo những nguyên tắc căn bản nhất của chân thiện nhẫn, xây dựng một xã hội tốt đẹp và bền vững hơn cho tương lai của nhân loại. Canchin theo phiên âm Hán Việt kiên tịnh, dịch nghĩa là sạch sẽ và khỏe mạnh. Tiêu chí của Canchin là chỉ phân phối content xanh, sạch, đẹp. Công nghệ của can trình khơi lại những mạch nguồn giá trị truyền thống, xây dựng một nền văn hóa nơi lòng tốt, tình yêu thương được bảo vệ, con người tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, nơi gia đình là hạt nhân lan tỏa những giá trị căn bản trong toàn xã hội. Nguyên tắc của nghề sáng tạo video trên các nền tảng mạng xã hội hiện đại không hề khác với thế giới media truyền thống, đó là xu hướng đánh vào cảm xúc tiêu cực của con người. Với đặc trưng là một giống loài yếm thế, chính những cảm xúc tiêu cực đó đã kích hoạt bản năng bỏ chạy, tạo ra lợi thế hỗ trợ cho bản năng tồn tại của loài người. Xã hội hiện đại ngày nay không còn giống như 100.000 năm về trước. Loài người cũng không còn là chủng loài yếm thế mà đã trở thành sinh việt yêu việt nhất trên trái đất. Những cảm xúc tiêu cực đó sẽ không còn cần thiết nữa mà chỉ mang lại đau khổ cho con người tuy nhiên điều nghịch lý là thế giới media hiện đại không hề quan tâm đến điều đó vì vậy chúng ta thấy trên internet những nội dung nhạy cảm kích động vẫn xuất hiện nhan nhản chỉ với mục tiêu duy nhất là kiếm view kiếm doanh thu cán trinh quyết định đi ngược lại với dòng chảy đó trên hệ thống của mình can trinh chỉ lựa chọn những kênh có nội dung lành mạnh không chứa nội dung bạo lực khiêu dâm tội phạm và có hại đi đôi với việc chọn lọc content để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho khán giả. Thuật toán của Can Trinh được viết theo hướng không gây nghiện, không để khán giả lăn chuột vô định giữa những đại dương content độc hại. Thuật toán của Can Trinh luôn hướng tới đề xuất những video mang giá trị cao về thông tin và truyền động lực. Khán giả được quyền điều khiển AI đề xuất để mang lại trải nghiệm số có ý nghĩa nhất cho chính bản thân mình liều lượng dopamine, hormone hạnh phúc xuất hiện trong não khi xem video được điều chỉnh để giảm tần suất, không dồn dập và liên tục như các nền tảng cạnh tranh khác. ở trên mạng xã hội có một câu nói nổi tiếng: nếu bạn không phải trả tiền, bạn chính là sản phẩm thông thường khi khán giả tương tác trên mạng dưới bất kỳ hình thức nào mọi dữ liệu cá nhân và hành vi của họ đều bị lưu trữ theo dõi và khai thác chỉ cần trả một mức giá phù hợp các nhà quảng cáo nhà phát triển app sẽ được toàn quyền tiếp cận để xây dựng sản phẩm dịch vụ tương ứng đến lượt nó những sản phẩm dịch vụ và app này lại tiếp tục sử dụng cơ sở dữ liệu đó để lập trình cho những thuật toán gây nghiện bon rút sự chú ý của khán giả ở mức cao nhất ngược lại can trinh cam kết không sử dụng những dữ liệu này trả lại quyền tự do quyền riêng tư cho khán giả Việc tạo kênh và đăng tải video trên trinh khá đơn giản và trực tiếp. Sau khi tạo kênh xong, chỉ mất vài phút là bạn có thể dễ dàng đăng tải lại các video mình đã làm trên các nền tảng khác lên trinh. Một đặc trưng khác biệt là trinh xây dựng website của mình theo hướng một cửa, tức là ngoài video thì trên cùng một nền tảng họ host tất cả mọi format nội dung khác. Ngoài video dài, trên trinh còn có video ngắn, bài viết, tin tức và cả event. Họ muốn gom tất cả YouTube, Facebook và TikTok lại thành một nền tảng chung để phục vụ mọi nhu cầu giải trí số của khán giả. Can tận dụng tối đa khả năng viral của hashtag để phân loại và đề xuất video. Họ tạo ra một hệ thống sở hữu và làm chủ hashtag để creator mua và điều hành nó. Tức là một khi đã mua và sở hữu một hashtag thì creator sẽ được phép edit, thay đổi, chỉnh sửa trên trang hashtag mà mình đã mua. Ví dụ creator đã mua được hashtag cooking sẽ có toàn quyền sắp xếp thứ tự đề xuất tất cả video no one có dùng hashtag cooking. Hashtag cũng được can trình tận dụng khi tạo ra các event giúp tạo hiệu ứng lan tỏa không chỉ trên mạng mà còn ở ngoài đời thật. Chẳng hạn chiến dịch hashtag kindness is cool, sự tử tế thuật tuyệt được can trình quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội và cả trên quảng trường thời đại ở New York. Hiện tại để thu hút creator từ các nền tảng khác, nếu kênh bạn đã có trên 300.000 sub thì sẽ được tặng một hashtag tự chọn miễn phí. Khi trở thành nhà sáng tạo trên can trình, bạn sẽ có thêm 5 nguồn thu nhập chính. Nguồn thu nhập thứ nhất đến từ các nội dung trả phí, tương tự như membership trên YouTube. Khán giả phải trả một khoản tiền nhất định mỗi tháng. Đổi lại, họ sẽ được xem những nội dung độc quyền do bạn sản xuất. Bạn được phép cài đặt mức phí này rất linh hoạt, từ 4,99 cho đến 499 đô la mỗi tháng nguồn thu nhập thứ hai đến từ các quảng cáo trực tiếp xuất hiện trên video của bạn nguồn thu nhập thứ ba đến cho can trình làm việc trực tiếp với các nhà quảng cáo để đưa booking vào trong video của mình nguồn thu nhập thứ tư đến từ chương trình affiliate nghĩa là bạn kiếm hoa hồng khi khán giả quan tâm và mua những sản phẩm được nhắc tới hoặc liên quan đến nội dung video Ngoài ra với chủ trương khuyến khích creator tìm hiểu và tạo kênh, trong thời gian này Can Chính còn đưa ra nhiều chương trình thưởng tiền mặt hấp dẫn. Cụ thể thưởng 100 đô khi video đạt 100.000 view và thưởng tới 1.000 đô khi kênh đạt 20.000 lượt theo dõi. Những nền tảng mới ra đời không chỉ là cơ hội nhân đối thu nhập cho những creator đã thành danh, Đối với những creator nhỏ mới bước chân vào nghề, đây có thể chính là mảnh đất tiềm năng để xây dựng thương hiệu cá nhân, tạo bước chạy đà cần thiết để sự nghiệp sáng tạo content của bạn cất cánh. Nếu muốn tìm hiểu thêm về can trinh hoặc muốn xác minh tài khoản chính chủ của người ảnh hưởng có trên 10.000 người theo dõi, tránh các tranh chấp bản quyền không cần thiết, bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình để được hỗ trợ. Thông tin liên hệ có trong phần mô tả. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Viet Creators.